Hôm nay em tức mấy hàng trên mạng lắm. Nó, cái nó khen mày ẵn cái gì dưới con ngựa Mông Cổ lại con dẫm nát trái tim châu Âu, đánh không đối thủ. Bà mẹ tức muốn phun cơm luôn. Mày có chơi game không? Mày mở đế chế lên coi ngựa Mông Cổ nó được lên Paladin không? Nope. Xong rồi cái anh nói vậy đó, nó không hiểu. Bây giờ hình ảnh thực tế ngựa châu Âu nó cơ bắp nó đẹp, nó cao. Còn ngựa Mông Cổ như ngựa con, như lựa con thì đời mạnh. Mạnh gì hai đứa mà nhốt trong chuồng bắt co đá một cái bất tỉnh luôn chứ mạnh. Hàng Vũ là một trang nam tử, mày gọi là tay cầm kiếm nhiều hơn cầm vú sữa. Nên nó thô bà cố luôn. Thô bà cố luôn đúng không? Người gọi là mấy thằng nhỏ mà nó ngu dân, nó sống nó không biết sống đâu. Nó sống như phải bò vậy đó. Nhưng mà lần này Hàng Vũ hành xử rất là hay mấy em. Đó, ẩm con nhỏ ngu cơ lên. Trên con ngựa oxy cầm cương. Đậu đeo giày xỏ vô cái gì đó, cái gì của ngựa đó kêu là gì mẹ đó không biết. Bà đạp nhân ga số gì đó. Xong rồi cái Hàng Vũ bay lên ngồi cái phốc sau lưng. Đó, súng Hàng Vũ cà cà, tay Hàng Vũ cầm cầm, miệng Hàng Vũ thỏ thẻ. Suốt cuộc đời này, nàng luôn thắng ta trên con ngựa này. Võ luyện văn ôn học binh thư, nếm mật nằm gai đợi báo thù. Thảm sát Trường Bình Thù Triệu Quát, xích bích ngàn năm Thần Tôn Lưu, Bạch Khởi Trương Nghi Bình Yến Khuất, Tây Thi Phạm Lãi Định Xuân Thu, Trị Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, Xa Trường Giết Địch Sử Mãi Lưu. Xuân Thu Luận Kiếm Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió sử tàu. Xin chào mấy em. Nói chung là hôm nay anh hơi nóng, nói chung là lên mạng gặp mấy thằng khùng khùng khứa khứa kia bực mình quá. Nó vô xin làm đại lý mà như ông nội tao vậy đó. Thiệt cỡ như mày chưa chắc thèm dòm nữa. Mày đặt bực mình quạo wow, nhiều chuyện lắm em. Chuyện nhân viên, chuyện này chuyện kia, rồi chuyện công việc bữa nay nhiều cái bức xúc quá. Đáng lẽ là không tính làm video nhưng mà thấy tụi em hóng hớt chương trình là chém gió sử tàu đó, nên anh mới làm cái video đổi gió thôi. Có thể video là nó không hay tại vì nóng quá. Không có đi vô nhân vật nữa, bây giờ chơi con ngựa đi. Thẳng luôn, ngựa đang hot. Hiện nay mấy ngựa Mông Cổ hot lắm. Nhưng mà thôi, anh không có nói về ngựa Mông Cổ. Anh nói về những con ngựa huyền thoại mà trẻ trâu Việt Nam phải biết. Đó, nói chung là tuổi trẻ ai cũng đã từng trải qua cái thời trẻ trâu. Quan trọng trẻ trâu chúng ta như thế nào thôi. Không, trẻ trâu ta phải chơi game chứ đúng không? Biết tốt xương không? Biết tốt xương không? Sáu dạng. Đúng không? Mua thành đô nha mấy em. Tụi em chơi game là tụi em phải mua thành đô. Mấy chỗ khác ngựa cùi, ngựa thành đô mới là ngựa VIP. Ok. Rồi, qua Long An mua ngựa hơi thua luôn. Giờ đầu tiên á, anh sẽ kể về những cái con ngựa mà gọi là nó huyền thoại, con ngựa nổi tiếng. Những con ngựa mà được tụ tàu nó sợ chó lên. Nó đội sử tàu là nó xạo lắm mày ơi. Nó xạo kinh khủng luôn á. Đúng không? Nhưng mà chúng ta sống trong xạo đó quen. Không khác được. Đầu tiên á, nếu mà tới ngựa đó, phải kể tới con ngựa hồi phiên dũ. Mắc quá, không có tiền mua. Bảo đảm tụi bay trẻ trâu chơi game làm gì có tiền mua phiên dũ. Có nước khác game thì có thôi, chứ đợi tao chưa có tiền mua tao phiên dũ rồi con. Phiên vũ cấp 150 mới cưỡi được nha. Đó. Bây giờ anh bàn tới con ngựa là khác. Đó là con xích thố. Nhân trung lã bố, ngựa trung xích thố mà Tam Quốc nó có một cặp luôn. Cái thằng lã bố nó cởi con xích thố. Đúng không? Mà con xích thố là cái con thú cưng của mấy danh tướng. Mà con xích thố là cái con mà cái hàng hối lộ quá trắng trợn luôn. Chính là cái con ngựa khốn nạn nó làm cho cái Tam Quốc nó đảo chiều từ lưa hết mấy em. Đó, đầu tiên cái ngựa xích thố đó là nó đẹp nha. Ngựa đó là bao đẹp rồi, màu nó không phải màu đen đâu. Màu nó màu nâu, mà nâu nhìn nó đã lắm, nói chung lông nó mượt lắm, nó không có bị ghẻ. Con ngựa đầu tiên của ai mấy em biết không? Con ngựa đầu tiên là của Đổng Trác. Mà Đổng Trác là cha bụng bự, ít tập gym ở BBT, cũng không uống súp nữa, xấu quắc mà có được cái uống nhân sâm nó dâm bà cố luôn. Đổng Trác nổi tiếng là vô hậu cung lùa gái. Sau này con điêu thiền rồi, bỏ mấy hậu cung. Đó, vô lùa điêu thiền. Nhưng mà đây là chương trình ngựa, không nói về người. Thì sau này á, thằng Lý Nho là nó phập con gái của Đổng Trác, tức là con rể của Đổng Trác. Nó hiến kế Đổng Trác rằng bây giờ á, là phải thu phục Lữ Bố đi. Chứ không mà Lữ Bố nó còn ở bên kia đó, là căng lắm, nó dữ lắm. Nó thu phục Lữ Bố đi, mà thu phục Lữ Bố phải
khiến cho Lữ Bố con ngựa, nên nó dùng cái con ngựa nó hối lộ thằng Lữ Bố. Thằng Lữ Bố về đổng trác bỏ thằng kia, thằng kia đằng nào điền vô coi chơi. Đó là một lần hối lộ nha, đó là một lần hối lộ. Mà sau khi mà gọi là Lữ Bố mà cởi con xích thố đi là quýnh lộn trăm trận trăm thắng, không thua trận nào hết á, chỉ thua thằng Tào Tháo thôi. Nhưng mà thua Tào Tháo là thua mu chứ không phải thua võ, ok. Rồi sau đó cái con ngựa xích thố này nó được hối lộ thêm một đời nữa, là sau khi mà Tào Tháo chém chết Lữ Bố với cái tài mà gọi là cái tài mà đâm chọt của Lưu Bị á, Lưu Bị đâm chọt Tào Tháo, thằng Tào Tháo nó mới chém Lữ Bố. Thì thằng Tào Tháo nó có con ngựa này, mà Tào Tháo đã có, nó nhiều ngựa quá, nó thuộc đại gia nó nhiều ngựa quá, nó có cái con tuyết, nó có cái con tuyết ảnh này đó, nó có ngựa tuyết ảnh này, nó không khen ngựa này nữa đó, nên nó cỡ nó tặng con ngựa này cho một thằng râu dài tên là Quan Công đó. Thằng Quan Công hối lộ lần hai, ngựa này ngựa hối lộ. Rồi sau khi mà Quan Công nó có được con ngựa này, nó cởi tới cởi lui cởi xuôi cởi ngược, gọi là qua năm thành mà chém sáu tướng cực kỳ hư cấu, không có cái đó nha ba đó. Rồi xong rồi tử thủ Kinh Châu đó, xong rồi đánh Tương Dương này nọ, cuối cùng bị thằng nào Lã Mông chém chết ngắt, Lã Mông cướp con ngựa luôn. Nhưng mà Lã Mông nghĩ rằng à, con ngựa này là con ngựa đâu, thằng nào cởi nó chết, thằng nào cởi nó chết, đúng không? Rõ ràng là Đổng Trác cởi nó, Đổng Trác bị Lã Bố chém. Rồi xong mà Lã Bố cởi nó bị Tào Tháo chém, Tào Tháo sợ chết không cởi nó, quăng tròn. Quan Vũ cởi nó, Quan Vũ bị Lã Mông chém, bây giờ tao cởi nó tao cũng bị chém thì sao, nên thôi về làm món thắng cố. Nó về làm món thắng cố mà lưu danh tới ngày hôm nay đó em. Vì cái món thắng cố là cái món đầu tiên là ngựa xích thố nha. Wow. Đó nè, Nhân Trung Lã Bố Lữ Trung xích thố, món ăn có thắng cố. Rồi hiểu chưa? Nhưng mà Lã Mông tính nó bằng trời tính, nó về nó cũng bị thằng Tôn Quyền thuốc chết ngắt luôn. Tôn Quyền thuốc chết ngắt. Đó là xong, là xong ngựa đầu tiên là ngựa xích thố. Con ngựa thứ hai nãy mới hé lộ đó là con ngựa tuyết ảnh. Con ngựa này 8 ít mới cởi được. Con ngựa này á thì nó màu trắng, lông nó màu trắng như tuyết vậy đó, kêu là ngựa tuyết ảnh. Thì con ngựa tuyết ảnh là ngựa của Tào Tháo, mà ngựa tuyết ảnh thì không có nhiều chuyện như ngựa của xích thố. Con ngựa tuyết ảnh nó chỉ có một cái câu chuyện thôi, nói chung thì cũng đẹp lắm, cũng cứu người Tào Tháo nhiều cái lắm. Nhưng mà nó cứu người Tào Tháo cái trận mà nổi tiếng nhất, mày biết trận nào không? Đó là cái trận hả, trận gì điền vô đi, trận gì điền vô, anh chỉ nói là cái trận đó là hả, nó bị con ngựa con, nó bị con ngựa con quýnh rượt chạy sao mà lờ, đúng không em? Ngựa con là cái thằng mã siêu đó. Ngựa con này đúng là ngựa tốt trong thiên hạ, hận là không làm gì được ta. Nó Tào Tháo kêu, ê ngựa con biểu mày, ê ngựa con Tào phản con, ê ngựa con, ê ngựa con, họ nó khùng điên lên. Lúc đó đó là quân Tào Tháo đông lắm, nó bao dây đó, quân của Tây Lương, trong đó có thằng mã siêu. Thằng mã siêu nó dũng mãnh phi thường, nó vượt qua hàng ngàn tướng, nó tới nó xông thẳng vô chỗ Tào Tháo vỡ trận mà em bỏ chạy. Wow. Bỏ chạy nó dí, ê thằng nào mặc áo tròn đỏ là Tào Tặc chém, cởi áo tròn ra bỏ, ê thằng nào râu dài là Tào Tặc chém, cởi cắt râu bỏ chạy luôn. Hồi cuối cùng còn khỉ gì trơn hết á, đứng trước mũi gọi là cái đứng trước mũi thương của thằng mã siêu chuẩn bị đâm chọt xuống quá, thì có thằng kia đưa cái đao đỡ cái keng. Đó là ai? Đó là hứa chữ cứu Tào Tháo. Nhưng mà nói tung là con ngựa đã cứu Tào Tháo, tại con ngựa nó chạy nhanh quá, con ngựa mã siêu nó mệt mấy em. Mã siêu thì không có tiền mua ngựa, thằng mã siêu làm gì có tiền mua ngựa, đúng không mấy em? Nhớ không, thằng mã siêu nó phải mượn ngựa của thằng Hàng Toại nữa. Thằng Hàng Toại là gì? Là chú của mã siêu, mã siêu con mã đặng, Hàng Toại là em của mã đặng. Trong cái trận quýnh với ai mấy em biết không? Điền vô luôn đi, quýnh giữa chân mệt, thua con ngựa, về mượn ngựa con này ra quýnh. Đó. Thì ngựa tuyết ảnh nó chỉ có cái câu chuyện là nó cứu Tào Tháo thôi, còn ngoài ra cũng tầm thường thôi em. Vợ ngựa khác, ngựa Đích Lô, vợ ngựa Tam Quốc Không nha mấy em. Đích Lô, ngựa Đích Lô là con ngựa của Lưu Bị. Con ngựa Đích Lô này, con ngựa nó khóc mấy em, trời ơi má này không chết chủ cái gì, ngựa khóc. Xong rồi đi dập trường gặp Thủy Kính tiên sinh, nó đằng thôi ngựa này làm thật đi. Ủa lộn phải Thủy Kính, từ thứ mấy em, gặp từ thứ thôi ngựa này khóc rồi làm thịt đi, chứ không để nó nguy hiểm lắm. Hình như gặp cả hai thằng luôn hay gì mới ơi. Cái vụ này sao ta, comment vô event mấy em đó. Xong rồi cái từ thứ nó khuyên Lưu Bị, thôi giờ ngựa này nó xui lắm, bây giờ tôi có một cách quá giải. Cách gì? Bây giờ ông cho thằng khác cởi đi, thằng đó chết xong ông cởi lại ông hết xui. Xong rồi cái Lưu Bị đó,
đó không phải là cái cách sống của ta. Ta không thể nào đẩy cái xui xẻo cho thiên hạ được mà ta trên mắt của xã tông nguyễn kiểu. Từ đó thằng Từ Thứ nó mới mến tài của Lưu Bị, sau này nó về nó phò Lưu Bị một thời gian đó mới hiểu chưa. Từ thứ hạng ba nha, nó Từ Thứ hạng ba, Phượng Sồ hạng hai, mà Ngọa Long thì hạng một đó. Thì con ngựa đích lô này nè, con ngựa đích lô này á, nó có tác dụng á là nó cứu con Lưu Bị, nó cứu con Lưu Bị. Ngựa này biết bơi mấy em, trong mấy con ngựa chỉ còn ngựa đích lô biết bơi thôi nha. Cái lúc đó là gì? Thái Mạo. Thái Mạo là gì? Em rể của Lưu Biểu. Lưu Biểu là gì? Bà con mấy chục đời của Lưu Bị, đúng không? Thái Mạo cầm quân ngủ đi được thằng Lưu Bị vô rừng luôn. Xong rồi qua một khe suối bự lắm, qua một khe suối bự lắm, đúng không? Xong rồi cái Lưu Bị nó chết mẹ rồi, phía trước là suối, phía sau là giặc, ta nên chạy hay không chạy, quay lại là chết. Cái xong nó dẫn ngựa này xuống, con ngựa này xuống nước đi luôn, đi giữa chừng bị sụp nước chết ngắt, tưởng đâu chết rồi. Xong rồi cái ngựa tự nhiên đứng như nó xì quắc đùng lên, nó uống thêm amenolin nó phải phóc qua bên kia. Đó là cái biến, là con ngựa cứu chủ đó. Cái biến là cái gì? Con ngựa đích lô là con ngựa cứu chủ, nhưng mà cứu nó làm mẹ gì, sao này nó ngu nó chết rồi, đúng không? Bây giờ ngựa này tào lao cứu chi, cứu con Tào Tháo là được rồi, cứu Tào Tháo mới ok, cứu Lưu Bị. Lưu Bị sau này thua, Lưu Bị thua chết Bạch Đế Thành, bị ai quýnh điền cho chơi mấy em đó. Giờ ai coi Tam Quốc còn con nữa, không kể không được mấy em. Lưu Quang Trương còn con của Trương Phi nữa, con của Trương Phi là Vương Truy. Truy là đuổi á, tức là giờ mẹ nó cái chuyện mà ngựa nó được chạy xúc quần luôn á, là mấy con tên mà truy truy đó mấy em. Truy là truy đuổi đó. Thì con ngựa này cũng bình thường thôi, ngựa này thì không có gì để gớm hết, ngựa này không có nem mấy em. Ra trận quýnh thì cũng mạnh mạnh mẹ mẻ thôi, nhưng mà tên cũng liệt vô cho nó là ngựa nổi tiếng. Nhưng mà cái con Vương Truy á, nó con đối lập với nó, đố mấy em con gì? Con ngựa của thằng Triệu Tử Long, con ngựa này tao bay mua nhiều nè. Con ngựa này chiếu ngọc dạ sư tử, nó ban đêm là sáng chân luôn. Con ngựa này tụi em mua nhiều, tại vì mấy thằng chơi game á, đa phần là mấy thằng không có tiền. Mấy không có tiền thì quýnh là hit and run thì mua ngựa, con ngựa chiếu dạ chạy chỗ nhanh. Con ngựa chỉ chiếu dạ chạy cộng trăm, mấy người kia cộng 80, tiết ẩm 80, con xích thố 80. Xích thố ngày đi ngàn dặm, 10 đêm không nghỉ nhưng mà đi chậm, đúng không? Ngựa chiếu dạ chạy nhanh hơn. Từ đó nó giúp cho thằng Triệu Tử Long nó nổi tiếng trong trận mà Trương Bản Ba một mình đoạt Âu Chúa. Nhờ con ngựa chạy nhanh quá, mang lính Tào Tháo cũng trúng lại, chỉ gặp ngựa chạy chậm là chết rồi. Ngựa chạy chậm là chết rồi đó. Nói chung là con ngựa nó mạnh lắm em, con ngựa nó quan trọng với tướng lắm. Thí dụ như nó thẳng mày nghe, thằng Lữ Bố mà nó không cởi xích thố á thì nó bị ba anh em Lưu Quang Trương quýnh què rồi. Đằng này nó bị ba anh em Lưu Quang Trương nghe, thằng cầm cái xà mâu là Xuân Phi, cầm kiếm, cầm song kiếm là Lưu Bị, đúng không? Cầm thanh long đao là Quang Vũ, chém từ trên chém xuống cái đùng, lực nhân ba, gốc nhân ba đó, gốc đam nhân ba mấy em, chém xuống cái đùng lực nhân ba. Thằng Lữ Bố cầm phương thiên quả kích đỡ tức, xong đỡ lúc tự ngựa quỳ gối luôn, con ngựa quỳ gối luôn, chịu hết nổi lực nặng quá. Nhưng mà cuối cùng ngựa đã dùng sức bình sinh, khí tụ đan điền phóng bụp lên, phát một thoát được cú đó, thoát được cú đó. Bây giờ con ngựa nó quan trọng cực kỳ luôn. Bây giờ cái con mà chiếu ngọc dạ sư tử nó giúp cho thằng Triệu Tử Long á, nó lập được bao nhiêu là chiến công hạng mã. Triệu Tử Long là gì? Thiên hạ đệ nhất tướng tiên phong. Thiên hạ đệ nhất tướng tiên phong. Nhưng mà đó là câu chuyện của Tam Quốc. Hôm nay anh tức mấy hàng trên mạng lắm, nó ngồi nó khen ngựa Mông Cổ. Anh nói ngựa Mông Cổ lùng tè nhưng lừa xấu. Nó khen mày ẵn cái gì Duy, con ngựa Mông Cổ là con dẫm nát trái tim châu Âu, đánh không đối thủ. Bà mẹ tức muốn phun cơm luôn. Cái đàm tôi nói, ê mày ngu, tụi bay ngồi lại nghe tao dạy nè. Thằng Mông Cổ nào nổi tiếng ngựa? Hả? Thằng Mông Cổ nào nổi tiếng ngựa? Mày có chơi game không? Mày mở đế chế lên coi ngựa Mông Cổ nó được lên Paladin không? Nope. Không phải sao đế. Thằng Mông Cổ không nổi tiếng ngựa, nhưng mà thằng Mông Cổ nổi tiếng cung. Đó, mấy em đồng ý với anh không? Thằng Mông Cổ nổi tiếng về cung. Mà cung mà nó bắn chính xác, ngồi trên yên ngựa mà nó bắn nhanh nữa, cái đó làm nên sức mạnh ghê gớm cho Mông Cổ. Chứ Mông Cổ làm gì mạnh gì ngựa. Xong rồi cái anh nói vậy đó, nó không hiểu. Nói mày không tin đi, mày lên coi mẹ ngựa cho Âu, ta ngựa Paladin. Bây giờ hình ảnh thực tế ngựa châu Âu nó cơ bắp nó đẹp, nó cao. Còn ngựa Mông Cổ như ngựa con, như lựa con vậy đòi mạnh. Mạnh gì hai đứa mày nhốt trong chuồng bật co đá một cái bất tỉnh luôn á chứ mạnh. Nó tụi nó ngụy biện lắm em. Mà đối với anh á, cái gì đúng là đúng mà cái gì sai là sai. Anh rất ghét mấy thằng mẹ xạo xạo ngụy biện. Cái đó là quan điểm của anh. Nó
anh đã chốt vấn đề Mông Cổ nó mạnh về cung, Mông Cổ nó lợi hại nhất là bắn dưới đất thằng nào bắn trả được, đúng không? Còn đằng này con ngựa nó chặt lọc bập 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 mà nhúng mà mạng cởi ngựa mà nó nhúng dữ lắm em. Nó cởi ngựa mà nó nhúng kinh khủng luôn mà nó bắn vẫn chính xác. Cái đó là cái lợi hại của Mông Cổ. Mà nó bắn nhanh nữa, nó tạo nên sức mạnh diệu kỳ. Mà cái thời Mông Cổ nó quýnh châu Âu phế mẹ rồi. Nó thẳng là vậy. Tại sao châu Âu nó đi thập tùy chinh nhiều quá nó mệt rồi. Nó thua rồi, nó hết người tài rồi. Vậy đi. Nó cái vấn đề ngựa Mông Cổ mà nó nói nhiều lần rồi. Con ngựa Mông Cổ không có tuổi, con ngựa Trung Hoa cũng không có tuổi nữa. Nếu mà nói về ngựa chỉ có Paris, ngựa Pháp thôi, ngựa Frank thôi. Đúng không? Máu cộng 20% cãi không? Ô mẹ máu cộng 20% mà cái tầm quan sát cộng 2 nữa. Cãi gì máu 192 đó. Ngựa bình thường máu có 106 rồi. Máu 106 mang thêm cái yên nữa, ra 108. Đúng không? Nghe con ngựa quân Frank mà siêu mạnh, máu 192. Frank là gì? Pháp chứ là gì? Đúng không? Ngựa Tiêu Tông cũng mạnh vậy. Nó nói là ngựa nó mạnh lắm. Ngựa châu Âu, ngựa Ba Tư cũng mạnh. Rồi con ngựa La Mã cũng mạnh. Ôi, giỡn hoài. Bất đồ đi nha. Bây giờ anh kể cho mình nghe câu chuyện khác. Một con ngựa nó tình cảm hơn, một con ngựa nó lãng mạn hơn. Một con ngựa cũng kết thúc luôn đi, tao mệt quá trời rồi. Sau này tao làm video này tao nói nhiều quá. Ngồi tiếp theo đố em ngựa quay. Đố ngựa quay. Con ngựa này có tên là Ô Truy. Con này là Vương Truy, này Ô Truy, hai khác nhau nha bà. Con này đời trước kia mấy trăm năm luôn. Con này đời trước kia mấy trăm năm. Nói chung ngựa tổ tiên thì kể sau, còn ngựa sau thì kể trước. Nè, nãy giờ anh kể toàn là Tam Quốc không, đúng không? Tam Quốc là hậu đời Hán rồi. Còn bây giờ anh kể luôn mẹ tới đời sáng Hán Sở Tranh Hùng nè. Rồi Hán Cha, Hán Cao Tổ Lưu Bang. Đó, lúc đó trong rừng rậm âm u, sau khi hành thích thất bại Tần Thủy Hoàng, đúng không? Chia tay Lưu Bang. Hạng tướng quân hạng võ một mình rong ruổi đi về đâu mấy em? Đi về đâu? Kinh đô nước Việt hồi xưa, sau này bị nước Sở nó hãm hiếp, đó là Thành Cối Kê. Thành Cối Kê. Đó, đi vô rừng gặp ngựa trứng, ngựa này ngựa khùng, ngựa này ghê lắm. Mấy thằng thợ săn không nào làm được hết trơn hết á. Đó, xong rồi Hạng Vũ. Hạng Vũ dùng sức mạnh của mình, dùng bộ râu của mình như Từ Hải gì đó mấy em, ra quyến rũ con ngựa. Hạng Vũ là mạnh nhất, không nào mạnh bằng Hạng Vũ đâu, đó thiệt với mày luôn. Không ai mạnh bằng Hạng Vũ, Hạng Vũ uy của Hạng Vũ là ngựa cúm liền. Giờ mày theo không? Ngựa, dạ theo. Ngựa ngoan lắm, ngựa đâu dám chống Hạng Vừa, Hạng Vũ, chống cừu bụng bự mấy em. Thấy không? Nên con ngựa mà gọi là Ô Truy là con ngựa của Hạng Võ. Vũ Võ là một mày, nha. Hạng Võ giống như hổm ta làm clip Tôn Vũ Tôn Võ. Nó ủa sao cái tựa ghi Tôn Vũ mà trong đây nó Tôn Võ. Móa tụi mày có bị ngu không? Trời đất ơi, sử tàu nó vậy đó. Thí dụ như mà kêu Lữ Bố cũng được, mà kêu Lã Bố cũng được, làm sao chứ. Đó. Nhưng mà cái câu chuyện con ngựa này nó rong ruổi theo từng cái cuộc chiến. Từng cuộc chiến của Hạng Vũ. Nhưng mà anh chỉ kể cho em hai cái hình ảnh thôi. Nó làm cho tên tuổi con ngựa này nổi như cồn trên mạng xã hội, trên kênh TH là gì. Đó là hình ảnh thứ nhất. Là đã thứ mà Hạng Vũ nó chọn là không phải tầm thường. Em đồng ý anh không? Thằng Hạng Vũ là thằng cực kỳ kiêu ngạo. Thằng chú nó Hạng Lương dạy nó binh pháp nó coi xong bỏ. Rồi dạy nó học văn nó cũng coi xong bỏ. Dạy học võ nó cũng coi xong bỏ. Nó hỏi có cái nào mà học mà quýnh được dạng người không? Chứ giờ học mấy cái này quýnh được có mấy trăm người không đã. Hạng Vũ rất kiêu ngạo mấy em. Nên cái đồ mà Hạng Vũ chọn đó là cực phẩm nhân gian. Đúng không? Cây kiếm Hạng Vũ chọn là kiếm gì? Kiếm Bá Vương, kiếm truyền quốc của nước Sở. Ghê chưa? Đó, rồi vũ khí Hạng Vũ là cái gì? Clip sau nói. Gái Hạng Vũ là cái gì? Ngu cơ. Đó, ngu cơ. Nên á, con ngựa Hạng Vũ cũng là rất là nổi tiếng. Ngựa chiến không bàn. Nhưng mà con ngựa này nó đẹp ở hai cái giai thoại nè. Nó đẹp ở giai thoại là sau khi Hạng Vũ á, bị lính con Lưu Bang, bị quân Hán nó dây á, xong rồi Hạng Vũ tự tử. Con ngựa buồn quá nhảy biển chết luôn. Từ đó không còn gieo giống nữa. Nó không còn gieo giống nữa mấy em. Ngựa nó vậy đó. Ghê không? Chứ không phải con ngựa đâu bán từ lưa ông dưa đâu. Nhưng mẹ không khốn nạn như cái con quỷ con xích thố đâu. Chủ chết kệ mẹ chủ. Tao đi lấy chồng khác. Nhưng mà con ngựa của Hạng Vũ á, Hạng Vũ tự tử. Đương nhiên con ngựa nó không có tay, nó không còn kiếm, nó tự tử được. Mẹ nó bay xuống biển nó chết luôn mày. Ủa xuống sông chứ. Chết luôn. Mặc dù ngựa biết bơi nhưng mà nó không bơi.
Nên cái câu chuyện đó nó làm cho con ngựa này với Hạng Vũ nó nổi lên một cái tầm cao nghệ thuật. Cái hình ảnh thứ hai nữa, con nhỏ Ngu Cơ là bồ của Hạng Vũ, mà hai đứa hay thi lắm, thi kiếm, thi văn, thi thơ, thử từ bẻ từ lớp dưa hết, mà thi lần nào cũng thua Hạng Vũ không nè. Đó, nhưng mà Hạng Vũ nó nhường, nó cái xong có một lần cởi ngựa thi coi ngựa nào nhanh cởi sao hay. Ngu Cơ nó thua, mà Ngu Cơ nó nhí nhảnh dễ thương lắm em. Nó nói thôi thiếp thua chàng nhưng mà thiếp không ứ có phục. Hỏi sao không có phục? Tại vì chàng đam giống Di Nguyễn quá. Chàng sử dụng tên những cái mình có là đô la thần trưởng không à. Xếp không phục làm sao nói dở cây. Đó. Cái đó là chàng cởi ngựa ô chi chạy nhanh quá. Thiếp cởi ngựa thường chạm lại. Cái nó ok được đổi ngựa. Bây giờ nàng lên nàng cởi ô chi đi. Rồi ta cởi ngựa thường xong rồi cho thi lại. Bảo đảm lần này nàng luôn thắng. Cái nói với tài nghệ cởi ngựa của tướng quân làm sao mà thiếp thắng được. Nói nàng cứ thử đi. Rồi xong nhỏ bay lên phóc ngồi đố mày Hạng Vũ làm sao. Đố mày Hạng Vũ làm sao. Hạng Vũ là một trang nam tử, mày gọi là tay cầm kiếm nhiều hơn cầm vú sữa. Nên nó thô bà cố luôn. Nó thô bà cố luôn đúng không. Người gọi là mấy thằng võ mà nó ngu dăng. Nó sống nó không biết sống đâu. Nó sống như phổi bò vậy đó. Nhưng mà lần này Hạng Vũ hành xử rất là hay mấy em. Nó ẩm con nhỏ Ngu Cơ lên trên con ngựa oxy cầm cương, đậu đeo giày xỏ vô cái gì đó, cái gì của ngựa đó kêu là gì mẹ đó không biết, bàn đạp nhân ga số gì đó. Xong rồi cái Hạng Vũ bay lên vào cái phốc sau lưng nó, súng Hạng Vũ cà cà, tay Hạng Vũ cầm cầm, miệng Hạng Vũ thỏ thẻ. Suốt cuộc đời này nàng luôn thắng ta trên con ngựa này. Tức là con nhỏ này ngồi trước, thằng Vũ ngồi sau. Thì cho dù cái con ngựa này nó có chạy rong ruổi thảo nguyên đi bao nhiêu năm trường đi chăng nữa thì đôi ta vẫn ở bên nhau. Yes. Xin kết nguyện chim trời liền cánh, xin làm cây cành nhánh liền nhau. Bắt đầu nào. Bây giờ chúng ta thi lại. Muội mãi mãi sẽ thắng ta. Đương nhiên rồi. Kết thúc một giai thoại rất đẹp của clip. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.